Chào mừng các tình yêu đã trở lại với Nói Tiếng Hàn Hay Như Mẹ. Ở clip của ngày hôm trước, chúng ta đã học với nhau về đi ra và đi vào rồi đúng không nào? Trong clip của ngày hôm nay, giải quyết nốt về đi lên và đi xuống nhá. Mình sẽ có động từ gốc là nerita kết hợp với kata tạo thành nereo kata, và kết hợp với ota tạo thành nereo ota, nghĩa là đi xuống. Vậy thì nếu như mà xuống đây với mình thì mình sẽ nói là nereo ayo. Còn nếu mà nói là đi xuống dưới kia, đi xuống đừng ở đây nữa, thì sẽ là nereo kata. Riêng từ nerita sẽ có một số những ý nghĩa đặc biệt của nó cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là mình dùng cho mưa này hay là tuyết này, nó sẽ có nghĩa là rơi xuống. Cụm từ piga ota, nuni ota rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Tuy nhiên piga nerita, nuni nerita cũng là những cách sử dụng rất là hay đấy nhá. Và vẫn kết hợp với động từ nereo kata thì mình cũng sẽ có thể hiểu là cái gì đấy nó tụt xuống. Ví dụ như là oshi chaku nereo kayo, cái áo mà ngang vai mẹ hay mặc ý, ôi nó cứ hay bị tụt xuống, nó cứ chun chun, nhỡ mà đi ngang con đường anh nào mà anh tụt cho phát xuống thì thôi rồi luôn, nó gọi là gì, oshi nereo kata. Thế cho nên là rất là nguy hiểm, nên ngày hôm nay mình đã lựa chọn một chiếc áo dài rất là kín đáo như thế này đấy. Hoặc là đôi khi quần của mình nó cũng có thể dễ bị tu xuống, mà thực tế ra là mẹ cũng đang mặc cái quần này nó rộng lắm đây này, thì nó cứ kiểu nó cứ bị né đeo khá ấy, không phải là cái quần nó đi xuống mà mình sẽ hiểu luôn là nó tụt xuống ấy. Thế nhưng mà không sao, không vào phong hình không phải sợ. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta nói về việc chúng ta lên xuống các phương tiện. Khi mà mình dùng tha tà thì sẽ là lên phương tiện, và nerita là mình xuống khỏi các phương tiện nhá. Việc sử dụng tha tà và nerita để nói rằng mình lên hay xuống phương tiện giao thông nào đó, ví dụ như là tàu điện ngầm này, ô tô này, xe máy, xe đạp, vân vân, là một việc rất là phổ biến rồi. Tuy nhiên ở trong tiếng Hàn, cặp từ này còn được sử dụng cho việc mình lên và xuống thang máy nữa cơ. Trong tiếng Việt thì mình sẽ nói là vào thang máy, và mình nói là đi ra khỏi thang máy đúng không? Tuy nhiên ở trong tiếng Hàn thì mình sẽ phải nói rằng là 엘리베이터를 타다 và 엘리베이터에서 내리다. Nếu như mà bây giờ đến tầng của mình rồi và mình nói là ra đi, thì trong tiếng Việt của mình nói là ra, thì nhiều bạn mà không để ý lại sử dụng đúng động từ là 나가다 của cái clip hôm trước mà mình học ý, thì nó không có phải. Mình phải nói rằng là 내리세요, là xuống khỏi cái thang máy này đi. Chứ còn nếu mà mình nói là 나가 thì có nghĩa là hiện nay là hôi nách quá, anh đi ra khỏi thang máy cho em nhờ, và em không chịu được. Thứ ba là trong trường hợp đi theo cụm từ 물을 내리다 thì mình sẽ hiểu là xả nước nhá. Ôi dồi ôi, đi vệ sinh xong mà không chịu xả nước thì đúng thực sự là tra tấn những người mà tiếp theo bước vào, tra tấn cả cái thị giác lẫn tra tấn cả cái khứu giác của người ta luôn ý. Thế cho nên là người ta vẫn hay nói rằng là gì đấy ạ, 물을 꼭 내려주세요. Bây giờ thì sẽ là những từ vựng mà liên quan đến lên nhá, thì nó sẽ là động từ 오르다. Từ này thì thuộc về bất quy tắc của rư, các yêu có thể tham khảo về video mà mẹ đã dạy về bất quy tắc rư rồi nhá. Từ này nó sẽ có nghĩa là lên, có nghĩa là những cái gì mà tự bản thân nó lên được. Ví dụ như là 가격이 오르다, giá cả nó lên này, hoặc là 직급이 오르다, là cái chức vụ của mình nó được nâng lên đấy. Ghép với động từ 가다, mình có 올라가다, nghĩa là đi lên kia đi, đúng không? Và ghép với 오다 là 올라오다, là lên đây với chị. Cái này chắc chắn là các yêu đã hiểu rất rõ rồi đúng không nào? Tặng cho các tình yêu một số những cụm từ đặc biệt nhá. Trước hết là 차 오르다, thì đây là sự kết hợp của 차다 với 오르다. Cái từ 차다 này thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Khi nó là động từ thì mình có thể hiểu là mình đeo các thiết bị gì đấy lên người. Ví dụ như là mẹ đang đeo mic ở đây để mẹ giảng bài cho các yêu nghe, tiếng của mẹ nó rõ đây này. Alo alo, 1, 2, 3, các yêu có đang nghe mẹ nói có rõ không nhở? Đúng rồi, nghe rõ đúng không? Ok. Đấy, đây là 차다. Mình đeo cái mic của mình lên người của mình như thế này, mình đeo lên. Và khi đó thì ý nghĩa của nó sẽ tương tự với cả 끼다, đúng không nào? Ý nghĩa thứ hai khi nó mang giới tính là động từ, có nghĩa là nó đá, là mình sút. Đấy, sút vào. Và cái này không chỉ sử dụng trong bóng đá mà còn sử dụng trong đúng cả cái nghĩa bóng, giống như tiếng Việt của mình luôn. Mình nói là người yêu mình đá mình á. Nên đám chất xin cuộc đời này chất sợ. Tôi thích chiều ê. Còn khi nó mang giới tính là tính từ thì nó sẽ có hai ý nghĩa. Thứ nhất là lạnh, và ý nghĩa thứ hai là đầy. Suy ra 차 오르다 sẽ có nghĩa là đầy lên, và cụm từ 눈물이 차 오르다 là nước mắt nó đầy lên. Không biết là mọi người đã bao giờ có những cái cảm xúc như là mình nghẹn ngào và nó đẩy lên bên trên, nó khiến cho nước mắt của mình tự nó ộc ra chưa? Hay là nhiều khi mà mình cảm thấy ức ấy, mình bị oan mà mình không nói được ấy, nó cứ nghẹn ở đây mà nó đẩy lên này này, thì lúc đó mình sẽ hiểu là gì đấy ạ? 차 오르다, 눈물이 차 올라와요, kiểu nó đầy hết cả lên. Tiếp theo là mình sẽ học về động từ tha tà. Vừa nãy vừa mình nói xong, tha tà là mình đi lên một cái phương tiện gì đấy đúng không nào? Tuy nhiên nếu như mà bây giờ mình sử dụng theo dạng ika tha tà thì sẽ có nghĩa là cái gì đấy nó cháy. Và khi mình ghép tha oruta,
tha tả là cháy, oruta là lên. Vậy thì tha oruta sẽ có nghĩa là cháy lên. Có cái bài gì mà của cái nhóm gì đây? Buitaoru ne sakta buitewara. Cái gì đấy? Mẹ cũng không biết rõ cái bài đó đâu. Các tình yêu đấy tự bảo nhau biết nha. Cái bài này nó hot lắm đấy nhá. Bây giờ thì mẹ sẽ bonus cho các tình yêu. Dạng gây khiến của oruta nó là olita. Có nghĩa là mình đưa cái gì đấy lên, mình nâng cái gì đấy lên, mình đăng lên, mình nhấc lên. Không, kể cả quần áo của mình đây này, mình sẽ phải nhấc nó lên chứ. Còn mình kéo nó lên chứ, mình tụt xuống mình làm cho mình phải kéo nó lên chứ, đúng không? 바지를 내려, 바지를 내리다. Có nghĩa là mình tụt quần xuống. Và 바지를 올려 là mình kéo quần lên. Và hạ xuống thì chính là 내리다 luôn. Cái từ 내리다 này thì bản thân nó tự, nó vừa có nghĩa là cái gì đấy tự nó xuống, hoặc là vừa có ý nghĩa là mình cho cái gì mình xuống. Ví dụ như là đăng lên Facebook thì sẽ là 페이스북에 올리다. Và gỡ xuống khỏi Facebook thì sẽ là 페이스북에서 내리다. Ngoài ra thì 올리다 này nó cũng sử dụng trong những trường hợp là mình thưa lời, mình gửi lời, mình nói năng gì đấy đối với những người cao hơn vị trí của mình. Bình thường nếu mà mình nói chuyện ngang bằng với nhau thì mình sẽ có thể nói là 오빠, 할 말이 있어요. Anh ơi, em có điều muốn nói với anh. Nhưng mà mình nói với người cao hơn ý ạ, thì mình sẽ có thể nói là 교수님, 올릴 말씀이 있어요. Có điều em muốn thưa với thầy. Và khi mà viết thư cũng vậy, nếu như mà các yêu để ý sẽ thấy rằng là người ta sẽ ghi tên của mình cộng với chữ sum ở bên cạnh. Ví dụ như là mẹ hú sum, có nghĩa là mẹ hú là người gửi thư. Thì tuy nhiên nếu như mà bây giờ mình viết thư cho một cái người mà cao hơn mình, gửi cho bố mẹ, gửi cho thầy cô chẳng hạn, thì mình sẽ không phải kết bằng sum mà mình sẽ có thể kết bằng turim hoặc là olim như thế này nhá. Nó vẫn là ý nghĩa đấy thôi. Các yêu nhớ theo dõi Facebook và chia sẻ thật nhiều video của mẹ cho thật nhiều người trên thế giới cùng biết nhá. Ăn nha. Tiếp tục xe đi anh em ơi.